Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cảnh báo lừa đảo được phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Thưa quý vị, tình huống tái dựng trong chương trình ngày hôm nay sẽ là một tình huống mà ở đó kẻ gian không đi một mình. Chúng có đồng bọn kết hợp thật ma mảnh tinh vi để kẻ vừa đánh lạc hướng, còn kẻ thì ra tay cưỡng tài sản. Chi tiết quá trình hành động của chúng như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi để biết thêm nhé. Dạ, con đang đi uống cà phê với bạn xíu. Mẹ ăn cơm trước đi. Dạ. Dạ, chuyện gì bạn quýnh chửi vậy chưa? Chạy ra. Tỉnh anh. Nó mất dạy, tao đánh nó. Có gì từ từ thì nói nha, đừng có đánh đập giữa đường như vậy. Tao thích quýnh là tao quýnh vợ của tao. Thằng mày tránh ra. Chạy ra hình tao. Chị cái. Anh ơi, cứu anh vợ. Chị anh chết, anh chết anh ơi. Đâu có ngờ, đến khi chuẩn bị lên xe buýt, kiểm tra lại ví thì mới tá hỏa phát hiện ra mình đã bị mất ví tiền từ lúc nào. Hóa ra từ đầu, kẻ gian đã theo dõi nạn nhân và lên kế hoạch móc túi một cách tinh vi. Thủ đoạn của bọn kẻ gian thật là ma mảnh đúng không quý vị? Chúng đã cho đồng bọn lên kế hoạch đánh lạc hướng con mồi, còn một mặt thì ra tay cuỗm tài sản đi mất. Chính bởi vì thế, chúng ta hãy thật sự cẩn thận. Khi đi ra ngoài, không nên đếm tiền hay kiểm tra tài sản ở những nơi đông người. Còn ví tiền thì nên cất kỹ và khóa cẩn thận, giữ chặt ở bên mình, tránh kẻ gian ra tay hành động lúc nào mà chúng ta không hề hay biết quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chúc mong sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.